Đây là những giây phút sau cùng của hành trình từ lạ thành thương. Thì các bạn hãy chia sẻ cảm xúc của mình sau quá trình sinh hoạt chung và ngỏ lời với bạn nam hoặc bạn nữ mà mình thích. Thì người được ngỏ lời, nếu bạn đồng ý thì hãy chia sẻ món quà của mình. Số 1. Chọn ai nha, chọn ai đây? Em đoán coi. Đức, Đức. Đoán liền Đức. Em hả? Em thêm đó Đức. Em sẽ nghĩ bạn này chọn bạn nữ số 1. Số 1 luôn. Chọn bài số 1 đang hơi buồn buồn nhờ. Buồn quá. Ôi tội nghiệp quá à. Bạn nữ số 1 sẽ lựa chọn ăn cơm với bạn nam số 1. Tính gì xảy ra tại đây hay không? Trời ơi trời. Bạn coi như là thật ra cũng rất là thích bạn này, em rất thích bạn này. Bạn nam tính bởi vì bạn trầm tính mà bạn đàn ông lắm. Ừ, nam tính. Sáng dậy sớm tập gym luôn. Ừ, nam tính mà điềm đạm ha. Ngày số 1 thôi. Ngày mai anh sẽ chọn số 1 nói chuyện. Ok. Từ lúc tôi vô tham gia chương trình này thì anh chưa bao giờ nói chuyện với em kỹ, cũng chưa bao giờ tìm hiểu kỹ cả. Mặc dù là tính em nó trầm thiệt, nhưng mà anh muốn tìm hiểu hết tất cả những 4 cô gái. Bởi vì chương trình không còn nhiều thời gian nữa. Thế là một phần là mình phải bắt buộc anh phải chủ động thôi. Sau cái chương trình này mà mình không nói chuyện với nhau thì chắc là mình sẽ không biết được là tính cách nhau như thế nào. Thì thường thường á, anh nói chuyện á, anh hay bị lép vế. Anh nghĩ là anh nên hẹn em riêng ra để nói chuyện thì hay hơn. Trong tất cả các người thì em có cảm thấy là em cần tìm hiểu anh không? Anh nghĩ là ngày mai anh hẹn em buổi sáng sớm rồi mình đi tập thể dục được không? Ok. Em chưa chắc là mai có người gọi em dậy nha. Anh sẽ là người gọi em dậy. Wow. Wow, tôi thích cái câu đó. Dễ thương quá, lãng mạn quá. Năm 2 đại học em mới quen bạn trai đầu tiên. Chị cũng kiểu kỹ tính. Thực ra không phải là kỹ tính gì, nhưng mà tìm được một người phù hợp với mình á. Nói khó thì cũng không phải là khó, nhưng mà để chọn một người mà phù hợp thì cũng không dễ. Vấn đề là bây giờ mình mới hiểu được bạn nam số 1. Không phải là bạn là người mà không tự tin trong giao tiếp, mà cũng là không phải là bạn là người mà cứ cúi đầu cắm cổ mà ăn mà không nói chuyện với bạn nữ. Mà là tại vì không thích. Nhưng mà chứng tỏ là bạn rất là thẳng tính. Có khi bạn không thích là bạn thể hiện rất là đàn ông á. Rất là nam tính. Rồi, để chạy bộ nè. Ồ, có hậu trang nữa. Khẩu trang nữa. Trời ơi, em rất là thích những cái hành động như vậy nha. Đeo đội mũ bảo hiểm cho em, rồi đeo khẩu trang cho em rất là thích luôn á. Kiểu cảm giác được che chở, được quan tâm đúng không? Được chăm sóc. Được chăm sóc. Được che chở, đúng rồi. Mình như em bé vậy đó. Đợi một xíu, mình đóng thì được rồi. Trời đẹp quá.
bạn nam nào muốn lựa chọn dùng bữa trưa cùng bạn nữ số 1? Nữ số 1 có ai bơi tới không kìa? Một ơi, bơi đi em. Bơi đi. Một bơi thẳng tới một luôn. Ủa sao bạn số 1 không bơi lơ tới? Thấy chưa? Thấy chưa? Nam. Thấy chưa? Nam chưa? Nam số 1. Em thấy anh như thế nào? Em không trả lời được. Và lần lựa chọn cuối cùng sẽ bắt đầu. Xin mời bạn Nam.